Đức Phương Medical, thiết bị y tế, dụng cụ y khoa, xe điện ba bánh Tazumi XT01, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và an toàn, thiết kế thông minh và tiện lợi. Xe điện ba bánh Tazumi XT01 không chỉ nổi bật với thiết kế hiện đại mà còn mang lại sự tiện nghi tối đa. Xe được trang bị hai chỗ ngồi thoải mái, một cho người lớn và một cho trẻ em, với khả năng trượt lên xuống dễ dàng, giúp người lái có được trải nghiệm mượt mà và thư thái. Khung xe bền bỉ, dàn áo chịu lực tốt. Với chất liệu hợp kim cao cấp, khung xe Tazumi XT01 không chỉ chắc chắn mà còn chống dỉ và chịu va đập tốt. Dàn áo được làm từ nhựa ABS PP cao cấp, chống trầy xước, phai màu, đảm bảo xe luôn như mới sau thời gian dài sử dụng. Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng. Tazumi XT01 sở hữu động cơ 800W 3 pha, không chổi than, hoạt động bền bỉ với vận tốc tối đa từ 30 đến 40 km/h, khả năng chở nặng lên tới 225 kg, cùng tính năng chống nước 100%, giúp xe di chuyển an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. An toàn vượt trội. Hệ thống phanh tang trống phía trước và lớp không xăm chống trơn trượt tăng độ bám đường giúp xe vận hành an toàn, nhất là trong điều kiện trời mưa. Điều khiển thông minh, dễ sử dụng. Bản điều khiển thông minh hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật cùng hệ thống đèn LED siêu sáng hỗ trợ di chuyển dễ dàng vào ban đêm. Xe cũng có chỗ để chân rộng rãi và giỏ đựng tiện lợi ở phía trước để chứa các vật dụng cần thiết. Liên hệ ngay với Đức Phương Medical để được tư vấn và đặt hàng sản phẩm tuyệt vời này. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, hỗ trợ tối đa trong việc chăm sóc sức khỏe. Đức Phương Medical. Sống khỏe mỗi ngày, lan tỏa hạnh phúc. Đức Phương Medical. Thiết bị y tế, dụng cụ y khoa.